Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị với chính phủ chấp thuận nhiều cơ chế tài chính để thành phố có thêm nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ ở nhiều lĩnh vực. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị chính phủ tiếp tục bố trí nguồn ngân sách trung ương dành cho danh mục công trình trọng điểm, phân cấp mạnh hơn cho thành phố về thẩm quyền và trách nhiệm trong sử dụng các nguồn vốn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng đô thị, chính quyền thành phố cũng muốn áp dụng chính sách miễn tiền thuê đất đối với phần diện tích đất phục vụ cho công trình xây dựng bến bãi thuộc danh mục bến bãi giao thông tỉnh trên địa bàn đã được thủ tướng phê duyệt đồng thời thành phố kiến nghị được ưu tiên tập trung nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn oda để đầu tư xây dựng công trình giao thông trọng điểm của các vùng kinh tế trọng điểm tập trung vốn cho công tác quy hoạch xây dựng và phát triển hệ thống logistics có sự kết nối với hệ thống cấp quốc gia và liên vùng bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh và mạng thông tin quản lý Đi vào chi tiết, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị chính phủ chấp thuận cho địa phương cơ chế đặc thù về phân cấp nguồn thu phù hợp với quy mô đô thị lớn trong khuôn khổ cho phép của pháp luật hiện hành.